Xin chào quý anh chị cùng quý vị khách quý đã trở lại kênh YouTube của sàn ô tô Việt Nam. Và ngay lúc này đây thì sàn ô tô Việt Nam tung ra rất nhiều sản phẩm mới. Và đặc biệt là giảm giá cho ngày hôm nay là những chiếc xe Mường đưa ra có giảm giá và có bảo hành chất lượng đến tận chân công trình. Nếu sai vé Mường nhận lại xe và trả lại tiền tặng quý vị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch trị giá 10 triệu đồng. Đây là một chiếc xe Accent được sản xuất năm 2021 và đặc biệt của chiếc xe này là đi bao nhiêu km quý vị? Đi có 7.000 km thôi. Giá là em Hương đang chào bán với giá 445 triệu đồng. 445 triệu đồng với một chiếc xe Hyundai cực đẹp. Sơn zin 100% theo xe. Nội thất bên trong được trang bị màn hình DVD vô lăng tích hợp điều khiển. Rất nhiều tiện ích khác cho chiếc xe. Một cái giá rất hợp lý đúng không quý vị? Em thấy rất hợp lý cho ngày hôm nay. Giá rất tuyệt vời cho ngày hôm nay. Giá lốp nguyên theo xe quý vị nhé. Tuần thứ 49. Dây trẻ 7.000 km thôi. Đây một chiếc xe Honda City sản xuất năm 2015 form 2016 mà em Hương đang đưa ra bán với giá 345 triệu đồng thôi. Với giá 385 triệu đồng cho chiếc xe Mercedes-Benz C250 sản xuất năm 2012 mà động cơ 1.8, giá hợp lý không quý vị? Quá hợp lý đúng không? BMW 320 với giá 485 triệu đồng sản xuất năm 2013, nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức mà em Hương đang đưa ra với giá rất là ok cho ngày hôm nay đấy. Với một em cởi trần cực đẹp. Em cởi trần cực đẹp luôn quý vị ơi. Sản xuất năm 2009, đăng ký E10. Mùi trần quá đẹp luôn mà giá em Hương đang đưa ra chào bán cho ngày hôm nay. Với giá mà em Hương đưa ra là 750 triệu đồng, em chỉ bán với giá 740 triệu đồng thôi quý vị nhé. GLK 250. Em Hương đang đưa ra chào bán với giá 585 triệu đồng, bán cắt lỗ. Bán cắt lỗ thu tiền về. Quá hợp lý cho ngày hôm nay quý vị. 585 triệu đồng cho chiếc xe BMW X6 bản Boeing, bản 4 chỗ nhập Mỹ. Vô lăng nhẹ. Có cả hắt kính mà em Hương đang đưa ra chào bán cho chiếc xe này với giá là 585 triệu đồng, hai con bằng nhau. Cruze Chevrolet sản xuất năm 2017 mà động cơ 1.8. Em Hương đang đưa ra chào bán cho chiếc xe này với giá rất êm. Em cho ngày hôm nay em Hương đưa ra với giá cực êm nhé là 375 triệu đồng cho chiếc xe Cruze Chevrolet. Fortuner sản xuất năm 2014, động cơ 2.7, em Hương bán 475 triệu đồng. Toyota Camry sản xuất năm 2018, động cơ 2.0. Bản E mà em Hương đang đưa ra thị trường với giá 645 triệu đồng. Cam kết là những chiếc xe đưa ra chào bán tại sàn đều không đâm va, không gặp nước, không gây tai nạn giao thông và không ảnh hưởng đến khung gầm kết cấu của xe. Còn em Hương đang đưa ra chào bán trên thị trường một chiếc xe nữa là chiếc xe Mazda 6 sản xuất năm 2015 với giá 445 triệu đồng. Fortuner 2 con sản xuất năm 2020 với 21 mà giá em Hương đang đưa ra chào bán với giá rất êm. Em chung ngày hôm nay là giá một con là 895, một con là 950. Raptor em Hương bán 865 triệu đồng. Focus em Hương bán 445 triệu đồng. Beetle em Hương chào bán với giá 595 triệu đồng. Bozo 3008 bán 870 triệu đồng. Mercedes-Benz C250 sản xuất C200 sản xuất năm 2016 một đôi 690 triệu đồng. Và một lần nữa thì em muốn gửi đến quý vị khách quý một lời cảm ơn chân thành nhất đã luôn theo dõi và đăng ký kênh cho sàn ô tô Việt Nam và nhất là kênh YouTube. Quý vị có thể nhấc máy gọi ngay cho em Hương của mình là 0917 39 9798 hoặc website sanotovietnam.com. Và xin thân ái và hẹn gặp lại quý vị.